Xin chào quý vị và các bạn. Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tin Nhân quyền tôn giáo. Tại sao Hội Thánh Tin Lành Việt Nam không được tổ chức đại hội, trong khi Hội Thánh Tin Lành Việt Nam là được chính phủ chấp nhận là tư cách pháp nhân, nghĩa là hợp pháp? Hợp pháp hoạt động, nhưng vì sự việc chính quyền can thiệp vào công việc nội bộ của Hội Thánh, nghĩa là người ngoại Hội Thánh can dự vào và yêu cầu chấp thuận theo ý muốn, trái lại quy định của Hội Thánh, nên Hội Thánh hủy bỏ tổ chức đại hội thường diễn ra theo nghi lễ Tin Lành. Theo thông báo của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, vào hôm 25 tháng 11 năm 2020, kỳ họp Đại hội đồng Giáo phẩm lần thứ 10 của tổ chức tôn giáo này dự kiến diễn ra vào ngày 1 đến ngày 3 tháng 12 năm 2020. Đã không thể tổ chức được vì chưa có giấy phép từ ban tôn giáo chính phủ. Lý do là được Hội Thánh nêu ra là do họ không trình danh sách ứng viên Hội đồng Giáo phẩm trước khi bầu cử theo quy định tại Điều 34 của Luật Tín ngưỡng Tôn giáo. Trong cùng ngày, trang thông tin điện tử ban tôn giáo chính phủ cũng xác nhận rằng việc chưa chấp thuận cho Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tổ chức kỳ họp Đại hội đồng Giáo phẩm lần thứ 10. Công văn số 911 ký ngày 25 tháng 11 năm 2020 bởi Phó trưởng ban Nguyễn Anh Chức cho biết lý do ban tôn giáo chính phủ chưa chấp thuận cho Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tổ chức đại hội là do thủ tục chưa đầy đủ và chưa đúng theo quy định của Luật Tín ngưỡng Tôn giáo. Ban tôn giáo chính phủ đề nghị Hội Thánh cần thực hiện đúng quy định của Luật Tín ngưỡng Tôn giáo về việc đăng ký người được bầu vào Hội đồng Giáo phẩm và cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được chấp thuận tổ chức đại hội. Luật Tín ngưỡng Tôn giáo, một công cụ gia tăng kiểm soát của chính quyền, Luật Tín ngưỡng Tôn giáo được Quốc hội thông qua và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2018, bất chấp ý kiến chỉ trích dữ dội trước đó từ các tổ chức tôn giáo và các chuyên gia luật pháp nhân quyền. Vì luật này vẫn còn duy trì cơ chế xin cho trong sinh hoạt tôn giáo và trao quyền cho các cơ quan quản lý nhà nước can thiệp vào công việc nội bộ của các tổ chức tôn giáo, tại Điều 34 của Luật Tín ngưỡng Tôn giáo quy định tổ chức tôn giáo trước khi bầu cử ra nhân sự lãnh đạo tôn giáo phải gửi danh sách hồ sơ đăng ký ứng viên đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Khoản 5 của điều luật này quy định cơ quan nhà nước có quyền từ chối ứng viên, tức chính quyền có thẩm quyền loại bỏ bất kỳ ứng viên nào do tổ chức tôn giáo đệ trình lên. Bà con Tây Nguyên hay mọi tín đồ tôn giáo hãy xem tư cách pháp nhân kiểu như vậy còn đâu là tự do tín ngưỡng, mà trong khi bà Lê Thu Hằng là ngoại giao Việt Nam nói bản báo cáo vi phạm trầm trọng của chính quyền Việt Nam nàn đáp bắt bớ là thiếu khách quan. Thiếu khách quan từ Liên Hiệp Quốc nhận được từ người dân trình lên, chính quyền cứ dựa vào luật tôn giáo chính phủ trong khi luật chưa được tổ chức quốc tế nhân quyền chấp nhận được, vậy mà xử lý theo luật đó không khác gì ép buộc quá đáng. Sau khi luật tín ngưỡng tôn giáo được chính thức thông qua sau kỳ họp thứ hai, đại diện các tôn giáo lớn ở Việt Nam đã từng lên tiếng phản đối một số điều khoản mang tính kiểm soát quyền tự do tôn giáo và chỉ chú trọng quản lý nhà nước. Tuy nhiên, bộ luật này vẫn có hiệu lực thi hành vào ngày 1 tháng Giêng năm 2018. Khi luật tín ngưỡng tôn giáo được Quốc hội thông qua vào tháng 12 năm 2016, Linh mục Phan Văn Lợi, thành viên Hội đồng Liên tôn, từng có thông cáo bác bỏ và lý do ông phản đối là ở các nước văn minh, người ta không bao giờ ra luật tôn giáo cả. Lý do thứ hai, ông nêu ra là các luật lệ trong chế độ cộng sản này không để phục vụ nhân quyền mà chỉ để phục vụ cho sự cai trị của đảng cộng sản mà thôi. Đây cũng là những điểm bất cập mà Linh mục Nguyễn Thanh Tịnh thuộc giáo phận Vinh nhắc đến. Ông nói rằng nếu nhìn thoạt nhìn qua có thể cho là một sự tiến bộ, nhưng nếu đọc kỹ lại thì lại chính là những rào cản cho tôn giáo, và ông khẳng định những điều đó không có khả năng thực hiện trên thực tế.
có một số điểm cũng tích cực như công nhận pháp nhân kinh doanh của các giáo xứ hoặc các tổ chức tôn giáo có thể tham gia giáo dục, y tế, nhưng trong luật giáo dục thì không công nhận để cho tổ chức tôn giáo mở các trường tư thực của tôn giáo, cho nên chính luật giáo dục lại hạn chế, nghĩa là hạn chế lại luật tôn giáo. Hoặc là trên lĩnh vực đất đai chẳng hạn, họ nói rằng các tổ chức tôn giáo có quyền sử dụng, mua bán, chuyển nhượng, thừa kế, nhưng luật đất đai không công nhận, không cho tổ chức tôn giáo thừa kế hoặc tặng, mua bán, chỉ có con đường là nhà nước cấp thôi. Nếu đọc sơ qua luật tôn giáo này, mình sẽ thấy có vẻ như người ta mở ra nhiều, cho tự do nhiều hơn các văn bản trước kia. Nhưng thật sự, họ thòng thêm một câu phía sau là theo quy định của pháp luật, rồi lại thêm những văn bản hướng dẫn, thành ra tự do nhưng phải theo quy định của người ta. Tức là những văn bản dưới luật là những văn bản thực hiện. Thật sự mà nói là nó không tự do như trước kia và nó còn đi lùi lại. Linh mục Nguyễn Thanh Tịnh. Nhận xét của mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, cũng là một thành viên của Hội đồng Liên tôn Việt Nam, cho biết nếu xem kỹ luật tin ngưỡng tôn giáo sẽ thấy thật sự không có tự do như những điều luật đã ghi trong đó và thể hiện một sự đi lùi so với trước kia. Chia sẻ về lộ trình xây dựng bộ luật này, Linh mục Nguyễn Thanh Tịnh cho biết dựa trên pháp lệnh về tự do tin ngưỡng tôn giáo trước đó, sau một thời gian thì phát triển thành luật. Tuy nhiên, trong thời gian áp dụng, pháp lệnh đó vốn đã có nhiều bất cập, cho nên khi xây dựng thành luật, họ có gửi các văn bản đến các tổ chức tôn giáo để lấy ý kiến. Ông cho biết riêng giáo phận Vinh có 3 bản góp ý cụ thể và khá dài, dựa trên tuyên ngôn nhân quyền và công ước quốc tế. Dự thảo sau đó có sửa lại theo hướng của mình khá nhiều. Đức cha và những người làm bản góp ý đó cảm thấy hài lòng, mặc dù không phải hài lòng tất cả, nhưng thấy có chuyển biến theo góp ý của mình. Nhưng sau rồi, đùng một cái khi ban hành luật thì họ lại bỏ ra những điều mình đã góp ý và đưa vào dự thảo, đó lại chuyển trở lại. Dựa vào luật tín ngưỡng tôn giáo này, chính quyền không ngừng tìm kiếm và truy bắt, họ nói rằng vi phạm các điều khoản luật tín ngưỡng tôn giáo. Mới đây, công an xã E Lâm của huyện Sông Hình, tỉnh Phú Yên vào tuần qua phát động gia tăng áp lực đe dọa thành viên Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, tức là lời kể của ông Rosa, một người dân địa phương. Họ nói là Tin Lành Đấng Christ nhà nước không chấp nhận, không được tụ tập, sinh hoạt, không được hát hò, họ cấm. Ông Rosa là một trong 5 người. Vào ngày 15 tháng 1, bị công an xã E Lâm và công an huyện Sông Hình đem ra trước buôn Pung để tiến hành đấu tố kéo dài vài tiếng đồng hồ. Khoảng 20 cán bộ chức năng đã bắt buộc dân làng phải ra đi chứng kiến. Cảnh công an huyện đọc biên bản đấu tố 6 người, 5 người có mặt, 1 người vắng mặt. Sự kiện gợi nhớ lại những màn đấu tố thời cải cách ruộng đất. Ông Roja kể lại, từ 4 giờ họ mời đến ủy ban xã làm việc chừng 1 tiếng, đến 18 giờ họ phát động. Chúng tôi đứng họ đọc biên bản rằng 6 người đó quấy rối nhà nước không chấp nhận, chống phá nhà nước. Chúng tôi nói là không có súng, không có vũ trang, không có gì. Chúng tôi chỉ theo đạo và tin Chúa mà thôi. Thực tế, các tín đồ này cho biết họ không hề bạo động, không có vũ khí, súng đạn trong tay. Phía chính quyền thì cho rằng Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ không được nhà nước công nhận là nghĩa là chống lại phản động nhà nước, muốn lật đổ chính quyền. Mục sư A Đạo vừa được chọn vào ban chính sự của Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ cho biết có trưởng công an xã là ông Oanh Ngô Nguyên gì đó, rồi có ông Tài, ông Thành nữa là công an huyện Sông Hình, bắt một số anh em chúng tôi vì theo đạo Tin Lành Đấng Christ. Chính quyền bắt họ phải bỏ đạo Tin Lành Đấng Christ, đó là nhà nước không chấp nhận, chống phá nhà nước, rồi bắt anh em chúng tôi phải ký giới từ bỏ bên Hội Thánh này. Nhưng một số anh em chúng tôi cường quyết, chúng tôi cũng dạy kinh thánh như bao tôn giáo khác, chúng tôi cũng học giáo lý ba ngôi Đức Chúa Trời mà thôi.
Mục sư ở đảo vừa được thả tự do vào tháng 9 năm ngoái sau 4 năm bị cơ quan chức năng Việt Nam giam cầm vì cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Ủy hội tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ USCIS cũng như tổ chức đoàn kết công giáo CSW và một số tổ chức bảo vệ nhân quyền khác đã lên tiếng hoan nghênh việc trả tự do cho ông vì họ nói ông chỉ cổ vũ cho tự do tôn giáo tại Việt Nam. Chính bản thân tôi, đầu tiên ra tù thì họ cũng gây khó dễ cho tôi. Hỏi lên hỏi xuống, tôi đi đây, đi đó cũng hỏi. Họ bảo tôi phải thông báo cho họ, viết đơn cho họ, quyền tự do mình đâu có nữa. Khi tôi ra tù thì xong hết án rồi, còn gì nữa. Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên là một hệ phái bao gồm hàng trăm tín đồ sắc tộc Tây Nguyên vùng cao. Họ đã bị công an sách nhiễu. Người thuộc hội thánh bị gây áp lực để bỏ đạo. Người thuộc hội thánh cho rằng công an muốn tiêu diệt hội thánh này từ nhiều năm nay. Ông Pio Robertson, phó giám đốc khu vực châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, nói chính quyền Việt Nam đàn áp người dân thiểu số sắc tộc và thiểu số tín ngưỡng ở các vùng Tây Nguyên một cách có hệ thống. Ông chia sẻ với Đài Á Châu Tự Do 30 tháng 12 năm 2020 vẫn tiếp tục biện pháp ngược đãi đối với người thượng và các sắc dân thiểu số khác vẫn còn rất nhiều hạn chế nghiêm trọng về tự do tôn giáo và tín ngưỡng đối với các Phật tử Khmer Krom ở miền Nam hoặc Hòa Hảo hoặc các nhà thờ Thiên Chúa giáo. Nhìn chung Việt Nam vốn dĩ là một chính phủ lạm quyền. Mục sư ở đảo chia sẻ bây giờ cán bộ vu khống thêm là Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ thuộc Tin Lành Dega Phunro, một tổ chức không được chính quyền công nhận và được cho là du kích có vũ trang. Họ nói bằng miệng họ đến làm việc không mặc đồng phục, nói ông này tên kia cũng không lễ phép. Cô cũng thấy đó, họ lên trên nhà họ lục sách, họ không có tôn trọng người dân, giày họ dẫm hết vào giường của người dân nữa. Họ làm việc giống như những người chúng tôi là những người vi phạm pháp luật trầm trọng, có tội lỗi gì đó. Biểu tình Tây Nguyên năm 2004 còn được biết đến chính quyền gọi là bạo loạn Tây Nguyên năm 2004. Thực tế thì không phải như vậy, chỉ là người dân Tây Nguyên đòi quyền tôn giáo, quyền đất đai tổ tiên và quyền tự do đi lại tại địa bàn tỉnh Tây Nguyên. Hoặc là bị thảm sát phục sinh là một cuộc biểu tình bất bạo động của người dân Tây Nguyên xảy ra vào lễ phục sinh ngày 10 đến ngày 11 tháng 4 năm 2004. Tổng cộng khoảng 10.000 đến 30.000 người Tây Nguyên, Chirai, Kidi, Gunnar và sắc tộc khác tham gia tại Đắk Lắk, Gia Lai, Đắk Nông. Người thường tuyên bố biểu tình nhằm mục tiêu đòi quyền lợi đất đai và tự do tôn giáo. Chính phủ Việt Nam thông cáo biểu tình nhằm thành lập nhà nước đề ga tự trị, đòi đất đai, đòi tự do tôn giáo do tổ chức quỹ người thượng của Cơ sở Kirk phát động. Sau sự kiện này, nhiều người thượng bị bắt giữ, số lượng thương vong không được thống kê rõ ràng. Khủng hoảng tị nạn xảy ra khi người thượng vượt biên trái phép sang Thái Lan và Campuchia. Chính phủ Việt Nam chịu sức ép từ quốc tế trong xử lý khủng hoảng tị nạn người thượng. Nhiều tổ chức quốc tế cáo buộc Việt Nam vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo. Việt Nam bị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa vào danh sách các quốc gia đáng quan tâm đặc biệt về tôn giáo. Phía chính quyền và truyền thông Việt Nam thời điểm đó cáo buộc biểu tình là bạo loạn. Đồng thời, chính quyền Việt Nam tiến hành trấn áp các cá nhân tham gia phun rô sau sự kiện này. Người thượng Tây Nguyên theo tín ngưỡng nhưng sau đó bước đầu tiếp nhận đạo Tin Lành từ các nhà truyền giáo người Pháp. Vào thập niên 1850, khiến người thượng khác biệt về tôn giáo, Hội Truyền giáo Phúc Âm Liên Hiệp chính thức truyền giáo đạo Tin Lành tại Việt Nam vào năm 1911 ở Đà Nẵng và sau đó mở rộng tại khu vực Tây Nguyên. Quốc trưởng Báo Đại ban hành dụ số 6 quyết định vùng cao nguyên Trung Phần thuộc quyền quản lý của nhà Nguyễn vào ngày 15 tháng 4 năm 1950. Tuy nhiên, vùng đất vẫn do đế quốc thực dân Pháp quản lý và kiểm soát, giới hạn giao thương kinh thượng
tờ Cambodia Daily cho rằng do giữ khác biệt văn hóa và sắc tộc với người Việt, nhiều bộ lạc người thường đã hợp tác cùng chính quyền đế quốc thực dân Pháp để chống lại Việt Minh vào thập niên 1940. Người Pháp đã cho phép họ có một mức độ tự trị chính trị ở Tây Nguyên, nhưng sau Hiệp định Geneva năm 1954 và việc đế quốc thực dân Pháp rút khỏi Việt Nam, người thượng Tây Nguyên đã mất những đặc quyền chính trị đó. Kể từ năm 1955, Việt Nam Cộng Hòa không luật hóa quyền sở hữu đất đai cao nguyên Trung Phần và bắt đầu thực hiện chương trình tái định cư người Việt đến khu vực này, trong khi Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thực hiện chính sách kiểm soát tập thể hóa triệt để ở miền Bắc. Theo diễn văn ngày 12 tháng 6 năm 1955 và dụ số 57 ngày 22 tháng 10 năm 1957 và đầu năm 1960, người thượng Tây Nguyên được cơ quan tình báo trung ương CIA tuyển dụng và huấn luyện. Năm 1968, Việt Nam Cộng Hòa từ dãy Trường Sơn vào cao nguyên Trung Phần theo chính sách khai thác miền sơn cước. Theo New York Times cho biết, những cuộc xung đột không chỉ liên quan đến tôn giáo mà còn do người Việt miền xuôi định cư lấn chiếm đồn điền nông nghiệp của các bộ lạc bản địa, cũng như mối liên kết giữa một nhóm tin lành tại Hoa Kỳ và một số người thượng. Nhiều người thượng đã chiến đấu bên cạnh Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa trong chiến tranh Việt Nam. Một số người thượng vẫn tiếp tục kháng cự lại chính quyền Việt Nam miền Bắc sau thắng lợi của chính quyền Cộng sản vào năm 1975. Chính quyền Liên bang Hoa Kỳ đã bỏ rơi người thượng sau khi Sài Gòn thất thủ và chỉ thừa nhận họ là người tị nạn mà thôi. Từ năm 1986, 5.000 người thượng được tái định cư tại North Carolina. Kể từ năm 1975, cựu binh người thượng tại Tây Nguyên trải qua nhiều năm trong các trại lao động, cải tạo hậu chiến, tồi tàn và tiếp tục bị chính phủ bức hại, bị sắc tộc người Việt đẩy ra ngoài lề. Giai đoạn mong mỏi được hòa bình trong thập niên 1980 và thập niên 1990, các thành viên Phun Rô trước đó tái định cư tại Hoa Kỳ đã trở về Tây Nguyên với tư cách khách du lịch mà thôi, âm thầm truyền tải thông tin về tổ chức quỹ người thượng và Consorcus, mạng lưới liên lạc thông qua điện thoại, fax thư và băng đĩa lậu. Đầu năm 2000, các nhà hoạt động địa phương và lãnh đạo nhà thờ bắt đầu nói về phong trào giành độc lập từ thập niên 1980. Nhiều đợt di dân người Việt đến Tây Nguyên được chính phủ Việt Nam hỗ trợ dưới tên gọi xây dựng các vùng kinh tế mới và hình thành cụm dân cư người Việt đầu tiên tại các huyện Đạ Hoài, Đạ Tế, Cát Tiên thuộc Lâm Đồng. Số dân người Việt vào giữa năm 1990 đã vượt qua người dân thiểu số, người bản địa, địa phương tại Tây Nguyên. Giữa thập niên 1990 cũng xuất hiện người dân tộc thiểu số từ vùng Trung Du, miền Bắc định cư tại Tây Nguyên. Sau năm 1975, người Việt tại Tây Nguyên bao gồm công chức chính quyền địa phương từ tỉnh đến xã và cùng công chức các doanh nghiệp nhà nước, đồng thời di dân xây dựng các vùng kinh tế mới. 450.000 người vào giai đoạn 1976-1980, 260.000 người vào giai đoạn 1980-1990. Di dân người Việt tự phát tăng dần trong giai đoạn 1990-1993 và đặc biệt tăng mạnh từ năm 1994 đến hiện tại. Theo thống kê, người Việt tại Tây Nguyên chiếm 70% dân cư vùng tính đến năm 2013, trong khi người Việt trước cách mạng tháng 8 chỉ người dân tộc thiểu số bản địa giảm. Tình trạng phá rừng và tranh chấp đất đai xảy ra liên miên. Theo tạp chí nghiên cứu dân tộc người Mờ Nông từ vùng Trung Du và miền núi phía Bắc di cư đến Tây Nguyên từ sau năm 1975, đặc biệt mạnh mẽ vào thập niên 1990 và hiện tại vẫn âm thầm diễn ra, thống kê 219 người vào năm 1989, tăng lên 12.392 người vào năm 1999. Hiện tượng di cư mạnh mẽ vào thập niên 1990 bắt nguồn từ sự bùng nổ xuất khẩu cà phê Việt Nam trong thập kỷ đó. Công chức địa phương khu vực Tây Nguyên trong thập niên 1990 tuyên truyền áp đặt một chiều qua hệ thống loa phóng thanh và không tiếp xúc đối thoại với người dân tộc thiểu số
đồng thời các hoạt động chính sách của chính quyền địa phương yếu kém. Tháng 8 năm 2000, khoảng 150 người ED tấn công một trụ sở cơ quan của chính quyền Cộng sản Việt Nam, khiến một người bị thương và một số ngôi nhà bị đập phá. Sau vụ việc, cảnh sát địa phương bắt đầu thẩm vấn các cá nhân hoạt động đáng ngờ và giám sát chặt chẽ an ninh khu vực này. Ngày 22 tháng 9 năm 2000, một cuộc họp nội bộ của tổ chức chính trị Phun Rô diễn ra tại biệt thự nhỏ do Kursk sở hữu ở thành phố Spartanburg. Buổi họp tuyên bố thành lập nhà nước Dega và thúc đẩy kế hoạch xây dựng phong trào giành độc lập tại Tây Nguyên. Ngày 26 tháng 9 cùng năm, Kursk cùng với tổ chức Phun Rô liên lạc với Ronald Ngol, bí danh Ma Chăm từ Như Lai, với Ma Thái, cư trú từ Như Lai, từng theo đạo Tin lành miền Nam Việt Nam, tạo dựng đạo Tin lành Dega và đồng thời thành lập ban lãnh đạo Tin lành Dega. Cảnh sát bắt giữ một cặp vợ chồng người Mờ Nông tại một làng gần Buôn Ma Thuột vào ngày 8 tháng 1 năm 2001 và phóng thích 5 ngày sau đó, và bắt giữ Siêu Un tại huyện Ea Leo vào ngày 12 tháng 1 cùng năm, khiến 300 người biểu tình phản đối 2 ngày sau đó, và Siêu Un được thả vào ngày 15 cùng tháng. Cảnh sát tỉnh Kon Tum bắt giữ 324 người tham gia Phun Rô vào đầu năm 2001. Buổi tối ngày 1 tháng 2, hàng trăm người thượng trang bị cọc, dao gắm và diễu hành qua quảng trường đoàn kết, đại đoàn kết tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, bao vây trong đêm trụ sở Tòa nhà Đảng Cộng sản Việt Nam tại tỉnh Gia Lai, bị lục soát và bị phá cửa sổ. Vào khoảng 9 giờ sáng ngày hôm sau, trụ sở cảnh sát tỉnh Gia Lai thuộc quyền kiểm soát của người thượng lúc 11 giờ. Biểu tình bạo động diễn ra vào ngày 2 tháng 2 năm 2001 tại Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, với đa số thành phần dân bản địa Tây Nguyên. Hôm sau, hàng ngàn người bản địa Tây Nguyên tuần hành cùng máy cày tại các huyện Ea Súp, Buôn Đôn, Ea Leo, Krông Năng, Krông Búc, Krông Nô, Krông Pách, Krông Bông, Chư Mờ Ga. Nhiều người diễu hành tại trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột. Số người biểu tình năm 2001 tại Gia Lai lên tới 8.000 người, tại Đắk Lắk khoảng 1.093 người, tại Kon Tum không có nhiều người tham gia. Lực lượng cảnh sát tiếp viện bị chặn tại quốc lộ 14 do người thượng kiểm soát. 200-300 cảnh sát tiếp cận thành phố Pleiku bằng máy bay trực thăng và xe tải. Vào chiều ngày 3 tháng 2, hàng ngàn người thượng bán địa Tây Nguyên đang tập trung tại quảng trường Đại đoàn kết tỉnh Gia Lai, Pleiku. Thời điểm đó đã rời đi sau khi được cảnh sát thuyết phục. 20-25 người thượng bị bắt giữ do phản ứng quá khích. Biên giới Việt Nam Campuchia bị kiểm soát an ninh chặt chẽ, Ma Chăm sau đó trốn sang Campuchia. Chana bị bắt giữ tại xã Ha Bâu. Vào tháng 2, tháng 3 cùng năm, khoảng 13 trung đoàn quân đội nhân dân Việt Nam được điều động tới Tây Nguyên nhằm kiểm soát khu vực biên giới tiếp giáp Campuchia. Ngày 4 tháng 5 năm 2001, một nhóm người bán địa Tây Nguyên biểu tình bất bạo động trước trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York, giơ các biểu ngữ tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp và tiếng Việt yêu cầu chính phủ Việt Nam trả lại đất. Theo tổ chức theo dõi nhân quyền, cuộc biểu tình vào tháng 2 năm 2001 nhằm đòi lại, trả lại đất đai, tổ tiên và quyền tự do tôn giáo. 36 người thượng bị bắt và 32 người thượng chờ xét xử tại tòa. Người thượng cáo buộc đất tổ tiên bị chính quyền đổi thành đồn điền cà phê và cao su của người Cộng sản Việt Nam, phản đối di dân người Việt từ đồng bằng sông Hồng, phản đối người dân bán địa vùng Trung Du và miền núi phía Bắc đến tái định cư do xây dựng các dự án thủy điện. Họ mong muốn thực hành Tin lành tự do và từ chối Giáo hội Tin lành Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam kiểm soát. Cáo buộc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Vĩ Hà Tây Nguyên bị phong tỏa với người nước ngoài. Sau sự kiện này, một nhóm nhỏ các nhà báo quốc tế đến thị sát khu vực Tây Nguyên vào đầu tháng 3 dưới sự giám sát chặt chẽ từ quan chức Việt Nam, và việc phỏng vấn người biểu tình bị cấm. Ngày 18 tháng 1 năm 2002, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành nghị quyết số 10 về quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên giai đoạn năm 2001 năm 2010. Cuối tháng 2 năm 2002, Cao ủy Liên Hiệp Quốc vì người tị nạn cho biết chính phủ Việt Nam từ chối quyền được tiếp cận
những ngôi làng địa phương tiếp nhận người tị nạn bị trục xuất hồi hương Việt Nam, đồng thời tố cáo phái đoàn viên chính phủ Việt Nam, Campuchia tự ý đến trại tị nạn ở Mondokiri mà không xin phép, tình huống một viên cảnh sát Campuchia đánh người thượng tị nạn bằng dùi cui điện do nhóm xô xát với phái đoàn Việt Nam. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Romon Buhat khẳng định rằng Hoa Kỳ không ủng hộ nhà nước Vega ở Tây Nguyên vào ngày 16 tháng 3 năm 2002. Trong tháng 3 năm 2002, chính phủ Campuchia đóng cửa hai trại tị nạn người thượng. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.